Các bạn đang nghe chuyện trên audio kiếm hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, thần tình của Phi Yến ảm đạm. Nô tỳ cũng đã hỏi qua thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân nói đây là hai chuyện khác nhau. Cũng có lẽ vì ngày ấy mà cô chủ cứ cho là không phải với thiếu gia. Hy vọng thiếu gia sau này có thể sống tốt hơn. Do đó nàng ta mới đem em gả cho ta phải không? Phi Yến cúi đầu khẽ nói. Nô tỳ biết không xứng với thiếu gia. Nô tỳ trước đây đã làm nhục thiếu gia. Thế mà thiếu gia không những không nhớ thù, hôm nay lại còn chẳng nề hà liều mạng tương cứu nô tỳ. Nô tỳ cảm kích thiếu gia vô cùng. Dù gì thì cái mạng này cũng là do thiếu gia lấy về. Sau này nô tỳ nguyện ý cả đời hầu hạ người, phục dịch người. Mạnh Thiên Sở kỳ quái hỏi. Sau khi mãn một năm rồi, em không theo tiểu thư nhà em đi sao? Không đâu, nô tỳ sau này vĩnh viễn theo thiếu gia, thật lòng thật dạ hầu hạ thiếu gia cả đời. Đó cũng là ý của em. Vậy em không đi lấy chồng sao? Phi Yến run người, khe khẽ nhưng cương quyết lắc đầu. Tiểu thư nhà em chịu sao? Phi Yến quay đầu nhìn về phía gian ngoài, khẽ đáp. Mợ chủ cũng nghĩ như vậy đấy. Nàng ta muốn đem em gả cho ta, coi như báo đáp ta, đúng không? Phi Yến khẽ gật đầu, lý nhí đáp. Đó là ý nghĩ của mợ chủ. Nô tỳ biết là không xứng với thiếu gia người, nhưng không dám từ đó mà nghĩ. Mạnh Thiên Sở gãi đầu. Cái này không phải vấn đề xứng hay không xứng. Em tuy là một nha hoàn, nhưng ta cũng ăn nhờ ở đậu, nghèo rất mùng tơi ấy thôi. Hiện giờ dù đã làm công tạm thời, nhưng cũng chỉ tạm thời thôi. Nói không chừng sẽ bị đuổi việc, phải đi không biết lúc nào. Do đó chuyện thành thân này chỉ có điều. Thế nhưng ta còn chưa nghĩ tới nữa. Phi Yến vội ngẩng đầu nói. Nô tỳ biết mà, nô tỳ không nghĩ có thể lấy được thiếu gia người. Chỉ có thể lúc nào cũng ở cạnh thiếu gia, làm tỳ, làm thiếp, gì cũng chịu hết cả. Chỉ cần cả đời hầu hạ người, nữ tỳ cũng đủ mãn nguyện rồi. Mạnh Thiên Sở đầy vẻ vui cười. Có thật không? Dạ. Phi Yến không hề do dự gật đầu. Vậy em hôn ta một cái coi. Mạnh Thiên Sở nhìn đăm đăm vào đôi mắt to của Phi Yến. Không ngờ Phi Yến đứng dậy thật, rồi quỳ xuống bên giường, khẽ hôn lên má của Mạnh Thiên Sở. Không phải là ở đó, ở đây này. Mạnh Thiên Sở khoa trương dở môi, nhìn đắm vào đôi mắt đẹp đầy vẻ e thẹn của nàng. Mặt Phi Yến đỏ còn hơn nước vỏ lựu, hơi chần chừ một chút rồi cúi người hôn lên môi của Mạnh Thiên Sở. Hai bờ môi chạm vào nhau, Mạnh Thiên Sở vội nghiêng đầu, môi của Phi Yến hôn lên khóe miệng của hắn. Một luồng điện vừa kịp quét qua người Mạnh Thiên Sở. Đến lúc này thì hắn có thể khẳng định những lời Phi Yến vừa nói là thật. Nha đầu xinh đẹp này thật sự muốn theo hắn cả đời, làm tỳ làm thiếp gì cũng chịu. Phi Yến làm như vậy có thể là do ý của chủ nhân Hạ Phượng Nghi, cũng là có phần mong mỏi của chính nàng. Từ khi Mạnh Thiên Sở tha thứ cho bọn họ suýt chút khiến cho hắn cởi sạch quần áo mất mặt đó, Phi Yến đã có sự cảm kích đối với hắn. Chờ đến khi Mạnh Thiên Sở phá liên hoàn án ở cổ miếu, tài năng phá án và những thủ đoạn ly kỳ cổ quái nhưng vô cùng hiệu quả đã khiến cho cô nàng này đầy sự ái mộ. Cho đến khi bắt quỷ ở chùa, hai người lần đầu tiên tiếp xúc thịt da, từ khi đó toàn bộ tâm thần của Phi Yến đều để trên người Mạnh Thiên Sở. Gần nửa năm nay ba người ở chung với nhau, phong độ chính nhân quân tử của Mạnh Thiên Sở khiến cho Phi Yến tâm sinh kính ý. Và chiều hôm nay khi Phi Yến rơi xuống triển núi, Mạnh Thiên Sở đã liều mạng cứu giúp, thà để cho bản thân thụ thương chứ không buông nàng ra không quản. Hơn nữa lúc đó Mạnh Thiên Sở thụ thương toàn thân, đặc biệt là trọng thương ở eo, động đậy không được, đè ép mãi lên người Phi Yến. Sau đó hắn lại gối đầu lên hai bờ vú của nàng. Hai người chỉ cách nhau bằng làn áo mỏng. Những chuyện trải qua như vậy đối với một nữ tử ở Minh Triều thì chỉ có còn cách lấy thân mà hứa gả thôi, chứ không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa chủ nhân của Phi Yến là Hạ Phượng Nghi đã có suy nghĩ này, cho nên Phi Yến cuối cùng đã hạ quyết định, hạ quyết tâm khẳng định cả đời theo Mạnh Thiên Sở, vô luận làm tỳ làm thiếp gì cũng được. Phát hiện chân tướng này, Mạnh Thiên Sở thật khó chịu, ho khan một tiếng nói. Phi Yến, ta không thể đáp ứng em, không thể để em theo ta được. Phi Yến run giọng hỏi. Thiếu gia, người còn giận nô tỳ sao? Hay là người căn bản chán ghét nô tỳ?
Nước mắt của nàng bắt đầu lăn dài, rơi lốc tốc. Không, không phải là như vậy. Mạnh Thiên Sở nhất thời không biết giải thích thế nào. Ta là một tên nghèo rất mồng tơi, không nuôi nổi một nô tỳ, không thể để em theo ta thụ khổ. Hơn nữa, ta tạm thời còn chưa nghĩ đến chuyện thành thân. Phi Yến đổi buồn thành vui, mỉm cười nói: Thiếu gia, nô tỳ không dám mong mỏi gì hơn, chỉ cần làm nô tỳ cho người là được rồi. Mạng của nô tỳ là do người cứu về, cũng không cần tiền công gì, chỉ cần đi theo người là được. Nô tỳ sẽ hàng ngày nấu cho người ăn, được không? Phi Yến đều đã nói đến nước này rồi, Mạnh Thiên Sở còn lý do gì để cự tuyệt đây? Trong lòng hắn đầy sự cảm động, nhịn không được đưa tay khẽ vuốt ve gò má xinh đẹp của Phi Yến. Vậy được, cái này phải giúp em, không sợ chịu khổ mới được. Phi Yến vui vẻ gật đầu, đưa má cho Mạnh Thiên Sở vuốt ve dễ hơn, thẹn thùng gọi: Thiếu gia. Bên ngoài phòng truyền vào âm thanh nhàn nhạt của Hạ Phượng Nghi: Trung thân đại sứ đã nói xong rồi, đến giờ ngủ được rồi chứ? Phi Yến và Mạnh Thiên Sở cùng cười. Phi Yến dựa thân vào cạnh giường gần Mạnh Thiên Sở, đôi mắt sáng ngời nhìn hắn, khẽ bảo: Thiếu gia, người ngủ đi, nô tỳ thức canh cho người. Mạnh Thiên Sở gật đầu, vốn có lòng muốn trêu ghẹo bảo cô nàng cùng lên ngủ với mình, nhưng hiện giờ biết Phi Yến cho là thật rồi, chỉ cần hắn cần bảo gì nàng cũng làm hết, ngược lại khiến cho Mạnh Thiên Sở không dám nói loạn. Dù gì thì hắn chưa hề nghĩ sẽ nạp Phi Yến làm tiểu thiếp, thậm chí chưa bao giờ nghĩ là sẽ chân chính thành thân. Nếu như đã nghĩ kỹ, hắn không muốn để cho Phi Yến hiểu lầm, liền nhắm mắt lại. Mệt mỏi cả ngày, tuy các vết thương trên người vẫn còn đau dần, nhưng trong thuốc đắp có thành phần của ma túy, đau cũng đỡ hơn. Cuối cùng hắn chịu không được sự mệt mỏi, mê mệt chìm vào giấc ngủ. Không biết ngủ được bao lâu, trong cơn mông lung, Mạnh Thiên Sở nghe Phi Yến khẽ gọi: Thiếu gia. Cái gì? Mạnh Thiên Sở nỗ lực ngước đôi mắt buồn ngủ, thấy Phi Yến đang ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường quan tâm nhìn hắn. Hắn đưa mắt nhìn về phía cửa, thấy còn tối đen nên lầu bầu hỏi: Mấy giờ rồi? Ủa lộn, mấy canh giờ rồi? Gọi ta làm cái gì? Vừa đến canh ba, thiếu gia cảm thấy trong người thế nào? Không sao. Có đau đầu không? Có muốn nói không? Không đau, cũng không muốn nói. Vậy người có nhận ra em là ai không? Phi Yến mở to mắt khẩn trương, nhìn hỏi giống như tra án. Mạnh Thiên Sở lập tức đoán biết tiểu cô nương này đang theo lời dặn của lão thầy lang mà hỏi, kiểm tra hắn xem coi đầu có đau không, có ói không, thậm chí có hôn mê không, nhận ra người không, bèn cười đáp: Em là Phi Yến, nha đầu xinh đẹp của ta, nói rõ là sẽ ngu ngốc theo ta chịu khổ cả đời, làm khuê nữ khùng Phi Yến. Phi Yến bây giờ mới thở phào, cười khì khì nói: Không sai, thiếu gia, người ngủ tiếp đi. Mạnh Thiên Sở đang buồn ngủ vô cùng, chép chép miệng: Ta không sao, em đi ngủ đi. Không được, nô tỳ phải canh cho người. Người đừng quản nữa, an tâm ngủ đi. Phi Yến cẩn thận dằn chăn mỏng lên bụng Mạnh Thiên Sở. Hiện giờ trời đã nóng, chăn không thể đắp nữa rồi. Mạnh Thiên Sở biết không thuyết phục được Phi Yến. Hơn nữa, xuất huyết não không phải là thứ dẫn chơi. Một khi phát sinh thì bệnh nhân sẽ hôn mê thần trí, thậm chí không thể hô hấp. Có một người ở gần bên coi sóc thì an toàn hơn. Cho nên hắn không khuyên nữa, nghiêng người qua nắm lấy bàn tay thon của Phi Yến áp lên mặt mình, rồi thế là chầm chầm ngủ thiếp đi. Cứ thế sau mỗi canh giờ, Phi Yến lại gọi tỉnh Mạnh Thiên Sở, dương mắt hỏi từng câu xếp đặt sẵn, khi xác định không có vấn đề gì mới cho hắn ngủ tiếp. Sáng sớm hôm sau, Hạ Phượng Nghi dậy coi sóc Mạnh Thiên Sở, thấy hắn còn ngủ mê, Phi Yến thì mệt mỏi ngồi kế bên nhưng vẫn trong mắt cẩn thận nhìn Mạnh Thiên Sở. Hạ Phượng Nghi khẽ hỏi: Thế nào, không sao chứ? Phi Yến gật đầu: Từ tình huống tối qua đến giờ thì không có vấn đề gì lớn, không xuất hiện tình huống như lão nang trung dặn. Vậy tốt rồi, để ta chiếu cố cho, em đi ngủ đi. Phi Yến lúc này mới dụi mắt vặn người, khẽ nói: Vẫn còn chưa thể ngủ, phải đi đắp thuốc cho thiếu gia, còn phải làm món điểm tâm để lát người dậy ăn cho ngon. Mợ chủ canh ở đây để Phi Yến đi chuẩn bị. Nói xong, cô nàng vén rèm đi ra. Hạ Phượng Nghi ngồi ở bên giường, đưa mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, quan sát tình huống của hắn. Lại qua nửa canh giờ, Mạnh Thiên Sở chờ người, nhắm mắt thì thào gọi: Phi Yến. Xong đưa tay qua sờ loạn nhưng không thấy gì. Còn số nha đầu này lại chạy đi đâu rồi? Mạnh Thiên Sở nhướng mắt mông lung định thần nhìn, bấy giờ phát giác ngồi ở bên giường không phải là tiểu nha đầu Phi Yến, mà là cô vợ hờ Hạ Phượng Nghi của mình. Sao lại là cô? Phi Yến đâu?
Nó canh cho ngươi suốt cả đêm rồi, còn không kêu người ta đi nghỉ ngơi một chút nữa sao? Ừ, tối qua không có gì, xem ra là không sao rồi, không cần canh nữa đâu. Không sao thì tốt rồi. Hạ Phượng Nghi đưa ánh mắt thương xót nhìn cái đầu đầy băng của Mạnh Thiên Sở. Phi Yến đi nấu thuốc và chuẩn bị điểm tâm cho chàng rồi, bảo em nó ngủ mà không chịu, phải làm xong mới đi ngủ. Mạnh Thiên Sở gật đầu, mắt vẫn ngái ngủ, lào bào nói, thật là khổ cho cô nàng. Hắn chưa dậy hẳn, nhắm mắt lại chấp miệng ngủ tiếp. Phải qua khoảng thời gian tàn một nén nhang mới mở mắt dậy hỏi, đã giờ khắc nào rồi? Sáng sớm rồi. À, vậy Chi Huyện lão gia có đến không? Không, hôm nay là ngày dâng cáo trạng, chí ít phải thăng đường một buổi sáng, sao lại sớm như vậy mà tán nha được? Mạnh Thiên Sở mong Thái Chi Huyện tới chẳng phải là nói điều gì, mà là mong tin xem có được phép giải phẫu Lâm Tư hay không. Án này còn chưa phá, lòng hắn cứ lửng lơ. Chỉ có điều, cho dù hôm nay có được phép giải phẫu thì hắn cũng không động được. Vết thương hôm qua đích xác là rất nặng, ở eo và đùi đều bị va chạm, đập sưng vèo. Xem ra hắn phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể bình phục. Lúc này, Phi Yến cầm một bát sứ trắng, vén rèm cẩn thận bước vào. Thiếu gia, người tỉnh rồi sao? Thuốc phải chờ một chút, còn hơi nóng. Cô nàng đặt chén thuốc xuống bàn tròn. Nói chuyện phía một lúc, thuốc đã nguội bớt, Phi Yến bưng đút cho Mạnh Thiên Sở uống. Uống thuốc xong, Phi Yến lại đến nhà bếp bưng một chén cháo thuốc thơm lừng lên, cẩn thận bón cho Mạnh Thiên Sở ăn. Bà mụ canh cửa tên Hàn Thức lúc này chợt chạy vào báo, thiếu gia, thiếu phu nhân, lão lang trung đến thăm rồi. Hạ Phượng Nghi vội nói, mau mời vào. Chẳng mấy chốc, lão lang trung tằng cổ nhân dẫn theo tiểu đồng vác dương thuốc đến, vào đến cạnh giường ngồi xuống ghế, xem xét thần tình của Mạnh Thiên Sở trước, cầm tay nhắm mắt bắt mạch cho hắn. Lúc sau mặt hiện vẻ vui cười, tối qua lão hủ cứ rất lo là sư gia thương thế không ổn, nhưng sư gia cấp nhân thiên tướng, mạch bây giờ đã thập phần bình ổn rồi, thương tình đã cơ bản ổn định, xem ra không ngại nữa rồi. Chuyện còn lại là phải nghỉ ngơi điều dưỡng cho thật tốt. Nghe Lăng Trung nói vậy, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều thở phào. Mạnh Thiên Sở cười cười, xem ra đầu ta cứng thật, bị té vậy mà không vỡ sọ chết, ha ha. Đúng à, thiếu gia. Phi Yến ở bên cạnh dịu giọng nói, thiếu gia có tấm lòng Bồ Tát, đương nhiên Bồ Tát bảo hộ cho người rồi. Mạnh Thiên Sở khoái chí, nói bậy, em thấy Bồ Tát đầu đầy băng từ bao giờ đây? Sao lại không thấy? Ở giường không phải đang nằm một vị Bồ Tát hay sao? Phi Yến cười khanh khách, tối qua Mạnh Thiên Sở đồng ý cho cô nàng theo cả đời, mối quan hệ của hai người thoát cái gần gũi hẳn lại. Cộng thêm vừa rồi lão lang trung nói thương thế của Mạnh Thiên Sở đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng nữa, nên ai ai cũng cao hứng nói cười luôn miệng. Lão lang trung tự thân giúp Mạnh Thiên Sở bó thuốc băng lại vết thương, khi tra xét vết thương thấy chúng đều khép miệng cho nên rất yên tâm. Sau khi thay thuốc xong, lão lang trung lại khai mấy toa thuốc mới, nói tối còn đến xem qua, sau đó mang dược đồng rời khỏi. Mạnh Thiên Sở nằm dựa chân giường định xuống đi qua lại, nhưng vừa rồi ngồi dậy uống thuốc rõ ràng cảm thấy thân thể không có lực, đặc biệt là ở eo. Tuy nhiên đã đắp thuốc chống đau, nhưng khi dụng lực hắn vẫn cảm thấy nhức buốt vô cùng, chỉ đành nằm dựa nghỉ ngơi. Nghỉ một lúc, Mạnh Thiên Sở hỏi, Mộ Dung Huynh Tuyết đâu rồi, cô ấy có tới không? Hạ Phượng Nghi cười làm tiếu, trời vừa sáng người ta đã tới hỏi thăm thương tình của huynh ngay, khi biết huynh còn đang ngủ ngon lên đến thư phòng xử lý công vụ rồi, lúc này còn đang ở thư phòng xử lý án kiện. Chưa qua Thái Chi Huyện tản nhà trở về, có một sấp án một mình nàng ta lo liệu, thật là cực nhọc đó nha. Trong lúc nói chuyện, Thái Chi Huyện cuối cùng cũng đã tán nha trở về, cười ha ha cầm một sấp cáo trạng tiến vào. Phi Yến vội nhấc ghế mời Thái Chi Huyện ngồi cạnh giường, rót một tách trà thơm, sau đó tiếp lấy các cáo trạng trong tay ông ta mang đến thư phòng ở ngoài giao cho Mộ Dung Huynh Tuyết. Mạnh Thiên Sở vừa nhìn thấy thần tình của Thái Chi Huyện là biết chuyện giải phẫu đã có cửa rồi. Quả nhiên, Thái Chi Huyện cười ha ha nói, tiên sinh, trưa ngày hôm nay Văn Sinh gọi Viên Chủ Bạc và Lâm Trường Quỹ lại đem sự tình về giải phẫu nói ra. Mới đầu hai người còn không có tình nguyện cho lắm, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã đồng ý rồi, cho tiến hành giải phẫu. Tuy Thái Chi Huyện nói có vẻ hời hợt, nhưng Mạnh Thiên Sở biết muốn thuyết phục gia đình người chết cho giải phẫu tử thi là một chuyện vô cùng khó khăn. Do đó, pháp luật hiện đại quy định đối với những án hình sự, cơ quan điều tra có thể tự quyết định giải phẫu thi thể, không cần sự đồng ý của thân nhân người chết.
Thái Chi Huyện nhất định đã áp dụng cả hai biện pháp vừa rắn vừa mềm, cuối cùng mới đạt được mục đích. Dù gì án này mà phá được sẽ ảnh hưởng đến thành tích của ông ta, ông ta đương nhiên quan tâm vô cùng, tìm mọi biện pháp đạt được cho được mục đích. Mạnh Thiên Sở rất cao hứng nói, vậy lập tức tiến hành giải phẫu thôi. Nói xong gượng đứng dậy, nhưng thân hình vừa động thì vết thương toàn thân bắt đầu lên tiếng, đau khiến cho hắn hít hà liên tục. Thái Chi Huyện vội nói, tiên sinh đừng gấp, chờ dưỡng thương xong rồi làm cũng không muộn. Hầm băng của Viên Chủ Bạc dù sao cũng không bằng nhà xác bảo quản thi thể bằng các thiết bị kỹ thuật cao, rất dễ tạo thành những thương tổn sau khi chết. Ví dụ như động vật nhỏ cắn xé, nhiệt độ không phù hợp yêu cầu bảo tồn, dẫn đến các cơ quan tự dung hóa, từ đó ảnh hưởng đến tính chính xác của kết quả kiểm tra. Vì thế, Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói, không thể chờ, thêm một ngày thì khả năng tra rõ chân tướng sẽ giảm bớt một phần. Thái Chi Huyện kỳ thực lòng cũng đang nóng như lửa đốt, chỉ có điều hiện giờ sư gia thành dạng như vậy, ngay bước xuống đất cũng khó, thì làm sao mà tiến hành giải phẫu được đây. Ông ta liền nói, tiên sinh không nên gấp. Mạnh Thiên Sở ngắt lời ông ta, ông chủ, làm phiền ông chủ cho công phòng trong nha môn làm cho tôi một cái xe có bánh lăn, còn có một cái bàn thấp cỡ xe lăn đấy, đặt thi thể lên rồi đưa đến liệm phòng chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ tiến hành giải phẫu ở đó. Xe lăn đã xuất hiện rất sớm từ thời cổ đại, ví dụ thời Tam Quốc, Gia Cát Lượng đã từng phe phẩy quạt ngồi xe lăn chỉ huy quân đội tác chiến. Thái Chi Huyện quan tâm hỏi, tiên sinh, cái này có thể được không? Mạnh Thiên Sở lắc lắc tay, không sao đâu, vãn sinh chủ yếu thụ thương ở đầu, eo và chân, tay chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng hoạt động, xem ra không trở ngại cho việc giải phẫu. Án này phá sớm một ngày thì ông chủ thêm một phần vinh diệu. Mấy lời cuối cùng trúng ngay tâm lý của Thái Chi Huyện, cho nên ông ta gật đầu lia lịa. Nếu là như vậy, vãn sinh sẽ đi bố trí, sau khi xong sẽ đến báo cho tiên sinh. Nói xong ông ta đứng dậy cáo từ. Tuy vừa rồi cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, kỳ thực vết thương trên tay của hắn rất nặng. Mạnh Thiên Sở hoạt động tay chân một hồi cảm thấy vẫn chưa có lực, lòng không tự tin chút nào, không biết có hoàn thành trọng nhiệm này hay không. Ngẫm nghĩ một chút, hắn hỏi Phi Yến, em đi giải phẫu với ta có được không? Sau khi Phi Yến mang các cáo trạng đem đưa cho Mộ Dung Huynh Tuyết đã trở về phòng đứng hầu ở bên, vừa rồi lời của Mạnh Thiên Sở và Thái Chi Huyện nàng đều nghe hết. Lòng đang đánh trống trận liên hồi, thiếu gia phải ngồi xe lăn như vậy sẽ bảo nàng đẩy. Lần trước thiếu gia đã bảo nàng cùng đi bắt quỷ đã sợ gần chết rồi, lần này lại cùng đến phòng liệm, hơn nữa lại giải phẫu thi thể. Phi Yến nghe mà không khỏi hồn phi phách tán. Mạnh Thiên Sở thấy sắc mặt của nàng rất khó coi, biết rằng nàng sợ, cười bảo, hay là thôi vậy, ta gọi bộ khoái đẩy ta đi, em đêm qua không ngủ cả đêm ngồi canh cho ta, hôm nay lại bận rộn suốt cả buổi sáng chưa có nghỉ ngơi, nhân lúc này mà ngủ một giấc đi. Phi Yến khẽ cắn môi, lòng nghĩ tối qua mình đã thề thốt muốn suốt đời phục thị thiếu gia, nếu như giờ chỉ có chuyện nhỏ này mà né tránh thì còn ra thể thống gì nữa, liền ưỡn ngực nói, nô tỳ cùng đi giải phẫu với thiếu gia người, người khác không biết chiếu cố thiếu gia, nô tỳ không yên tâm. Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu, hắn cũng không muốn gọi những bộ khoái khác, Phi Yến đi cùng là hợp hơn. Kỳ thực bất quản Phi Yến hay là bộ khoái nào khác, luận đến việc giải phẫu thì họ chẳng giúp ích gì được cho hắn, vì bọn họ đối với chuyện này căn bản một khiếu cũng chẳng thông, chẳng qua đi theo để chiếu cố và phụ giúp việc vặt cho hắn thôi. Nếu luận về điểm này thì bộ khoái thô kệch vụng về không bằng Phi Yến nhanh nhẹn cẩn thận. Do đó hắn hy vọng Phi Yến ở bên cạnh chiếu cố cho mình, đồng thời giúp hắn lấy đồ đạc vật dụng cần dùng. Hắn ngẫm lại, nhớ lại còn một chuyện cần giải quyết trước, đó là phải ghi lại ký lục trong quá trình giải phẫu thi thể. Phần này phải lưu lại trong hồ sơ án, không thể ghi bừa. Trong khi hắn không thể vừa giải phẫu vừa ghi, hơn nữa cũng không có máy ghi âm, mà có cũng không dám dùng. Xem ra chỉ còn cách gọi tiểu tình nhân Mộ Dung Huynh Tuyết thôi. Chỉ có điều tiểu cô nương này còn nhát gan hơn cả Phi Yến, không biết cô nàng có dám đi hay không. Nếu thật tế không được thì chỉ còn có thể gọi hình phòng tư lại thôi. Đương nhiên nếu nhờ cậy Bộ Dung Huynh Tuyết giúp thì thuận lợi hơn. Mạnh Thiên Sở dĩ nhiên muốn để hai tiểu nha đầu Phi Yến và Mộ Dung Huynh Tuyết phụ giúp giải phẫu. Điểm quan trọng nữa là hắn hiện giờ phải giải phẫu thi thể con dâu của Viên Chủ Bạc, để hai nữ nhân làm thủ hạ có vẻ thích hợp hơn. Vì nếu cho nam nhân giúp ký lục,
hay hỗ trợ sẽ mang nỗi lo là dâu con của viên chủ bạc và lâm trưởng quỹ Trần Chuồng bị đổ ruột đổ gan lộ ra trước mặt Nam Nhi, e rằng hai người này sẽ không đáp ứng. Mạnh Thiên Sở gọi Phi Yến và Mộ Dung Huynh Tuyết lại, đem chuyện này giảng dài một hồi. Mộ Dung Huynh Tuyết quả nhiên biến hẳn sắc mặt, cúi đầu không dám nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thở dài nói: "Cô nếu là sợ thì ngồi ở cửa phòng ghi lại những lời ta nói thế nào?" Nhìn vẻ mặt tái nhợt của nàng, hắn đắn đo một chút rồi bảo: "Hay là ta gọi người khác ghi vậy?" Chiêu lấy lui làm tiến này càng thử càng linh, Mộ Dung Huynh Tuyết vội nói: "Không, không, sư gia, hãy để tôi ký lục cho." Mộ Dung Huynh Tuyết cảm kích Mạnh Thiên Sở vô cùng. Đêm ở bên Tây Hồ, hai người đã suýt chút nữa xảy ra lửa tình. Tình cảnh đó cứ mãi quẩn quanh trong đầu Mộ Dung Huynh Tuyết. Mỗi khi hồi ức lại chuyện này, nàng vừa ngượng vừa cảm thấy ngọt ngào. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở muốn đi giải phẫu thi thể, lại chỉ định nàng đi theo ký lục. Đó có nghĩa là sự tín nhiệm đối với nàng. Mộ Dung Huynh Tuyết mới đầu còn kinh hoàng, nhưng đó chỉ là phản ứng sợ tự nhiên đối với thi thể của nữ nhân. Hiện giờ bị Mạnh Phi Yến lấy lui làm tiến, nàng lập tức bình tĩnh trở lại, vội vã nhận lời. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nhớ lại phần lớn người cổ không dành về kết cấu nội bộ trong thân thể lắm, đặc biệt Mộ Dung Huynh Tuyết là tiểu thư lại thì còn mơ hồ hơn. Cho nên hắn bắt đầu giảng giải những từ chuyên dụng về kết cấu của thân thể cho nàng nghe, để lát nữa nàng khỏi phải không hiểu đầu cua tai nheo gì. Hắn bảo nàng lấy giấy và bút lại, rồi bảo Phi Yến lấy một khối gỗ kê ở đầu giường, bắt đầu vẽ đồ án hình người, bảo Mộ Dung Huynh Tuyết ngồi ở ghế cạnh giường lắng nghe hắn giảng giải. Mộ Dung Huynh Tuyết đương nhiên biết Mạnh Thiên Sở vì sao lại muốn giảng giải cho nàng những thứ này, cho nên để hết tinh thần lắng nghe, dụng tâm ghi nhớ. Phi Yến đứng sau lưng Mộ Dung Huynh Tuyết, đưa đầu qua nhìn, chỗ nào nghe không hiểu còn hỏi hai ba câu. Mộ Dung Huynh Tuyết tính tình cả thẹn, không như Phi Yến hoạt bát nhanh nhẹn, không dám hỏi nhiều, cho nên những gì Phi Yến hỏi cũng là những gì nàng cần biết mà không lên tiếng. Cứ như thế, Mạnh Thiên Sở vừa vẽ ra vừa giảng giải, hơn một canh giờ sau thì đã đại khái mô tả hết kết cấu và các bộ phận chủ yếu của cơ thể. Hắn vừa nói vừa vẽ mô tả sơ qua, gộp lại thành một sấp giấy dài. Khi Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến nghe Mạnh Thiên Sở giảng giải cấu tạo thân thể, Hạ Phượng Nghi ngồi ở bên thêu thùa. Nghe bọn họ nói chuyện, nàng mới đầu chỉ cười mỉm như nghe chuyện vui, nhưng đến lúc sau, khi Mạnh Thiên Sở càng lúc càng giải thích cặn kẽ và lý thú về cơ thể người, mặt nàng dần dần xuất hiện vẻ kính phục. Sức mạnh của tri thức là vô cùng. Loại sức mạnh này không những thể hiện ở khả năng và hiệu quả vận dụng tri thức, mà còn là sự chấn hám và kính quý mà bản thân nó mang lại cho người. Hạ Phượng Nghi đối với chuyện thao thao bất tuyệt đàm luận tứ thư ngũ kinh thì đã nhìn thấy nhiều rồi, nhưng về đề tài giải phẫu thân thể, chinh phá hình án thì nàng lần đầu tiên nhìn và nghe thấy từ Mạnh Thiên Sở. Do đó nàng không khỏi bị sự uyên bác của hắn trong lĩnh vực này chinh phục, ánh mắt đầy sự kính ngưỡng, thậm chí xen vào đó chút nhu tình. Rất tiếc lúc này Mạnh Thiên Sở đang nói đến cao hứng, không chú ý được điều này. Mạnh Thiên Sở giảng giải xong, trời đã đến trưa. Trước giờ thời gian nghỉ trưa kéo dài một thời thần, Mộ Dung Huynh Tuyết đều trở về nhà làm cơm chiều, chiếu cố người nhà. Ở gia đình nàng chỉ có bà và mẹ cùng cha đều bị bệnh, dưới có em nhỏ mấy tuổi, cả nhà đều dựa vào một mình nàng lo liệu, cho nên nàng không về làm cơm thì cả nhà chẳng có gì ăn. Nhưng hôm nay tình huống đặc thù, do phải lập tức tiến hành giải phẫu thi thể, Mộ Dung Huynh Tuyết còn phải lợi dụng thời gian này tận dụng khả năng ghi nhớ lại những gì mà Mạnh Thiên Sở dạy nàng. Hạ Phượng Nghi tính đến điểm này đã sớm dặn nhà bếp làm cơm thêm cho mấy người, rồi sai bà mụ canh cửa là Hàn Thức mang cơm đến nhà của Mộ Dung Huynh Tuyết. Mộ Dung Huynh Tuyết cảm kích vô cùng, ăn vội cơm trưa xong tiến vào thư phòng xem ôn lại sấp hình do Mạnh Thiên Sở vẽ về cơ thể người dạy cho nàng. Vừa ăn cơm xong, công phòng tư lại Nguyễn Gia Lập đã mang hai thợ để đến một xe lăn cho Mạnh Thiên Sở. Tối qua Nguyễn Gia Lập đã từng đến thăm Mạnh Thiên Sở, thấy hắn làm sao để phải quấn băng trên đầu trông rất hoạt kê, nhưng tinh thần thì tốt hơn hồi đêm nhiều, nên vội bước lên cười hề hề nói: "Sư gia, ghế lăn đã làm xong, ngài xem có hợp không?" Mạnh Thiên Sở đưa mắt nhìn, nhíu mày, luận chất gỗ thì rất tốt, nhìn có vẻ nặng, nhưng nếu so về kết cấu thì thua xe lăn ở thời hiện đại xa. Hơn nữa tay nghề của các thợ mộc trong công phòng ở huyện này thì quá tệ, chỉ có điều trong một buổi trưa mà làm xong chiếc xe lăn này thì quý lắm rồi. Nguyễn Gia Lập làm tư lại công phòng nhiều năm, giờ về trông mặt mà đoán ý người, thấy Mạnh Thiên Sở nhíu mày, vội vàng cười cầu tài nói:
Sư gia, ha ha, thời gian làm có hơi ngắn, làm gấp nên không khỏi thiếu sự tinh tế. Cộng thêm chi huyện đại lão gia nói xế chiều là dùng ngay, cho nên không dám sơn. Nếu như có thời gian trang trí, nhìn dáng vẻ sẽ không tệ đâu. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Không sao, các vị cực khổ rồi, ta chỉ thụ chút thương nhẹ, hơn nữa đâu có bại liệt đâu. Đây chẳng qua là công cụ tạm thời thôi, không cần phải làm cầu kỳ. Chờ mấy ngày nữa ta bình phục rồi, ắt không dùng tới xe lăn này nữa đâu. Nói xong hắn quay sang Phi Yến. Em đỡ ta lên ngồi để cảm giác một chút nào. Phi Yến vội bước lên đỡ. Hai thợ mộc cũng phụ một tay, một người đẩy xe tới kiềm chặt cạnh giường, người còn lại cùng Phi Yến xốc lách hắn gian nan xuống giường ngồi lên xe. Phi Yến đẩy xe một vòng quanh phòng thấy không tệ, nhưng tuy chắc chắn, âm thanh ken két tạo ra nghe rất khó chịu. Hơn nữa bánh xe không có cao su nên rất giảm sóc. Đấy là nhận thức của người hiện đại như hắn, chứ trong mắt Phi Yến xe này đã không tệ rồi. Ngay cả Hạ Phượng Nghi là tiểu thư con nhà giàu kiến thức khá rộng cũng gật đầu tán thưởng. Có thể trong thời gian ngắn mà làm được xe lăn tinh tế như thế này thì đáng kinh ngạc lắm rồi. Trong lúc mọi người đang náo nhiệt, Thái Chi Huyện đã cười ha ha tiến vào phòng, báo cho Mạnh Thiên Sở biết là mọi chuyện đã chuẩn bị xong. Thi thể của Lâm Tư đã được vận chuyển đến liệm phòng của nha môn. Mạnh Thiên Sở bảo Phi Yến xách dương pháp y đi ra, gọi Mộ Dung Huynh Tuyết đến rồi cùng đi đến liệm phòng. Phòng khách có bậc tam cấp, xe lăn không xuống được, Phi Yến phải nhờ hai thợ mộc trợ giúp khiêng xuống, đẩy ra cửa nội nha rồi khiêng xuống tiếp ra ngoài. Sau đó Phi Yến mới tiếp tục công việc đẩy tới liệm phòng. Viên chủ bạc, tân lang xui xẻo Viên Thiết Sơn còn có cha của người chết là Lâm Trường Quý cùng Vương Trạch, Vương Bộ Đầu và mọi người đã chờ sẵn ở cửa liệm phòng. Viên chủ bạc, Lâm Trường Quý thấy Mạnh Thiên Sở chỉ mang theo hai tiểu cô nương trợ giúp, thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Thiên Sở cho Mộ Dung Huynh Tuyết chờ ở ngoài cửa, bảo Phi Yến đẩy xe vào trong, sau đó cho đóng cửa lại, bảo các nàng chờ ở ngoài trước. Hắn muốn một mình tiến hành kiểm tra và hóa nghiệm trước, và những điều này không thể cho người khác nhìn thấy. Mạnh Thiên Sở chuyển động bánh xe lăn đến hai bên trái phải của thi thể Lâm Tư, tử tế kiểm tra các kẽ móng tay của thi thể. Đột nhiên mắt sáng lên, trong kẽ móng tay của Lâm Tư có mảnh da vụn tàn lưu. Sự tiên đoán của hắn đã được chứng minh một phần. Mạnh Thiên Sở hiện vẻ vui mừng vì thành công, lập tức lấy các mẫu da này tiến hành kiểm nghiệm pháp y. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy da trong kẽ móng tay của Lâm Tư có nhóm máu B tương đồng với nhóm máu của nàng, trong khi đó chồng nàng có nhóm máu A, cho nên không thể là của Viên Thiết Sơn. Đương nhiên, lớp da này tuy có nhóm máu tương đồng với nhóm máu của Lâm Tư, nhưng không thể tuyệt đối khẳng định đây là da của nàng. Nếu dùng kỹ thuật DNA thì có thể kiểm tra ra điều này, nhưng do ở mũi miệng của Lâm Tư bị thương ngoài da, lại khẳng định da vụn không phải là của chồng nàng, vì thế có thể suy đoán là có khả năng do Lâm Tư tự cào làm bản thân bị thương. Còn vì sao phải cào làm bị thương miệng mũi thì Mạnh Thiên Sở đã suy đoán ra được đại khái, nhưng còn cần phải giải phẫu mới đưa ra được giải thích phù hợp. Kiểm nghiệm xong, Mạnh Thiên Sở gọi Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến vào chuẩn bị giải phẫu thi thể. Đang định đóng cửa, chợt có tiếng của Hạ Phượng Nghi. Tướng công, tiện thiếp ở ngoài cửa chờ mọi người. Mạnh Thiên Sở cười cười. Được, lỡ nát nữa xác chết vùng dậy, nàng có thể giúp gọi người vào tăng viện. Hạ Phượng Nghi bước tới chừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở, cắn chặt răng ngà. Vậy tiện thiếp ở với tướng công vậy. Mạnh Thiên Sở cười nói, đâu có phải đánh nhau, cần nhiều người vậy để làm gì, ta chỉ giỡn chơi thôi, nàng về trước đi, chúng ta không biết phải làm bao lâu mới xong. Hạ Phượng Nghi lắc đầu không nói gì. Thái Chi Huyện quan tâm đến kết quả giải phẫu, đương nhiên không muốn bỏ đi. Chi Huyện đại lão gia không đi, những người khác bao gồm cả công phòng tư lại, ngũ tác vận chuyển thi thể, bộ khoái làm nhiệm vụ cảnh giới sao dám bỏ đi. Viên chủ bạc và Lâm Trường Quỹ dĩ nhiên là nhân vật chính trong số người chờ kết quả giải phẫu. Mọi người nhanh chóng lấy bàn ghế sắp sang ngồi chờ ngoài cửa. Mạnh Thiên Sở bảo Mộ Dung Huynh Tuyết đóng cửa. Trong phòng chỉ còn lại 3 người và một xác chết. Lâm Tư được đặt nằm trên bàn gỗ thấp giữa phòng, đầu tóc xóa dài bên trên bàn, người được đắp một chiếc mền trắng. Mộ Dung Huynh Tuyết nhất mực cúi đầu không dám nhìn. Tuy một phần lớn niệm phòng được đặt dưới đất, nhưng phần ở ngoài có ánh mặt trời chiếu vào, phòng rất sáng. Chỉ có điều có một thi thể bên cạnh, cô nàng vẫn thập phần khẩn trương. Nếu so ra thì Phi Yến trấn tĩnh hơn, vì dù gì nàng cũng đã trải qua kinh nghiệm bắt quỷ với Mạnh Thiên Sở, suýt bị sợ chết, nên hiện giờ sự chuẩn bị về tâm lý tốt hơn. Hơn nữa dù sao cũng đang là ban ngày, ngoài cửa có nhiều người như thế,
người cổ đại đều tin thế giới có quỷ và cũng tin quỷ không xuất hiện vào ban ngày. Phi Yến lại thấy Mộ Dung Huynh Tuyết sợ như con ốc sên hơn cả mình, nên cũng cố làm gan hơn, đẩy xe lăn lại cạnh thi thể, đặt dương pháp y xuống, thần tình khẩn trương đứng sau Mạnh Thiên Sở. Mộ Dung Huynh Tuyết dù sợ nhưng vẫn dáng lấy giấy bút đặt lên bàn gần cửa. Nàng không dám quay lưng lại với Mạnh Thiên Sở nên chọn ngồi xéo, vì như vậy thì không nhìn thấy thi thể. Mạnh Thiên Sở kéo tấm phủ màu trắng ra, lộ thân thể trần trụi trắng nhợt của Lâm Tư. Phi Yến nhịn không được a lên một tiếng, khiến cho Mạnh Thiên Sở giật nảy mình. Em kêu cái gì vậy? Em Phi Yến bối rối quay qua nhìn Mộ Dung Huynh Tuyết ở cửa, thấy nàng ta đang cẩn trương nhìn mình. Đại khái cú hét vừa rồi đã dọa cho cô nàng này sợ hết hai hồn sáu vía. Mạnh Thiên Sở nắm bánh xe lăn đến vị trí thích hợp, lấy một dao phẫu thuật từ trong dương pháp y ra, nhấc người dựa vào cùi chỏ, nhịn cơn đau kịch liệt chồm tới, vạch một vết mổ chữ y trên thi thể của Lâm Tư. Một nữ tử dù có đẹp như thế nào lúc còn sống, khi chết rồi đều thối rữa hủ bại, đặc biệt là sau khi mổ bụng banh ngực ra, mùi hôi thối nhanh chóng lan khắp phòng liệm. Trên vết mổ hầu như không có máu, vì dưới tác dụng của trọng lực, máu đã chảy xuống những vị trí thấp hơn. Sau mấy ngày đã thẩm thấu qua mạch máu, thấm vào các tổ chức bên dưới. Phi Yến lần đầu tiên nhìn thấy thi thể bị giải phẫu, kêu lên một tiếng cả kinh nữa, lùi mấy bước suýt nhún ra té xuống đất, vội cúi đầu không dám nhìn tiếp. Mộ Dung Huynh Tuyết nghe Phi Yến kêu rú như vậy, quay lại nhìn, do thi thể đặt trên bàn thấp, còn nàng thì ngồi trên ghế khá cao. Vừa nhìn cái thì thấy nội tạng loạn trong lồng ngực và bụng đã bị mở ra, điếng người rú lên một tiếng, ngồi bệt ra sau ghế, bút lông trong tay văng bắn ra xa. Hạ Phượng Nghi ở ngoài nghe họ kêu rú như vậy, vội chạy tới gõ cửa gọi. Tướng công, Phi Yến, sao vậy? Chúng em không sao. Phi Yến viện vào tường, run giọng nói, chỉ là quá ghê rợn. Mọi người ở ngoài cửa thở phào, quay về chỗ cũ ngồi xuống. Kết quả này Mạnh Thiên Sở đã liệu trước, người nào cũng phải trải qua như vậy khi chứng kiến cảnh này, rồi sau sẽ từ từ thích ứng, cho nên hắn chẳng nói chẳng rằng tiếp tục giải phẫu thi thể. Mỹ nữ có đẹp thế nào cũng khiến người ta gớm ghiếc khi ngực bụng bị mổ hoác ra. Vừa rồi chứng kiến cảnh khủng khiếp đó, cộng thêm mùi thối lan khắp phòng, Mộ Dung Huynh Tuyết bắt đầu buồn nôn. Nàng cố gắng khắc chế, nhưng phản ứng tự nhiên của thân thể không thể khống chế bằng ý chí con người được, cho nên cuối cùng nàng cũng nhịn không được chạy ra góc tường nôn mửa. Phi Yến thì khá hơn Mộ Dung Huynh Tuyết một chút, nhưng sắc mặt cũng tái ngắt, cúi đầu không dám nhìn. Mạnh Thiên Sở chồm người phí rất nhiều sức mới cắt rời được xương sườn cụt. Chú thích: hai bên xương sườn có tổng cộng 12 cái xương, cặp xương dưới cùng mềm nhũn không dính với xương ngực, gọi là phù lạc cốt xương sườn cụt. Cắt rời khung ngực, mở xương ức của thi thể ra, sau khi hoàn thành hắn đã mệt toát mồ hôi đầm đìa. Phi Yến nhìn thấy vậy rất xót, cuối cùng cắn răng cố làm gan, bước tới móc khăn tay ra lau mồ hôi trên trán của Mạnh Thiên Sở, sau đó gắng chịu mùi thối và cảnh tượng khủng bố trước mắt, đưa hai tay ôm đỡ thân dưới của hắn. Tình cảnh giải phẫu tiếp theo dĩ nhiên là khủng bố hơn. Da thịt bị phân ra ba hướng, trắng trắng vàng vàng, một mảng xương ngực lớn đã bị Mạnh Thiên Sở cắt vạch ra một bên, lộ hai lá phổi và tim bằng nắm tay, còn có ruột gan bao tử tán loạn ở khoang bụng. Phi Yến chỉ dám dùng góc mắt quét nhìn mà đã không chịu được sự đả kích khủng bố thế này. So với cơn sợ khi bắt quỷ lần trước thì đây là sự khủng bố hoàn toàn khác biệt. Nếu Phi Yến không vì muốn chiếu cố cho Mạnh Thiên Sở đã sớm rúc vào tường run bần bật rồi. Nàng không dám nhìn thi thể nữa, cũng không dám nhắm mắt, vì như vậy không thể giúp Mạnh Thiên Sở hoàn thành công việc được. Cuối cùng nàng tập trung ánh mắt vào mặt của hắn, cảm giác đỡ sợ hơn. Có Phi Yến dùng hai tay đỡ, Mạnh Thiên Sở cảm giác cơn đau ở eo bớt hơn, ngẩng đầu nhìn nàng cười an ủi. Lần đầu là vậy, ta lần đầu xem giải phẫu thi thể xong còn thảm hơn em nữa. Phi Yến đoán Mạnh Thiên Sở nói vậy chỉ là cố ý an ủi nàng, vì nam nhân có thảm thế nào cũng khá hơn nữ trong chuyện này. Nhưng dù sao nghe hắn nói thế, tâm lý của nàng cũng dễ chịu hơn, miễn cưỡng cười. Thiếu gia, người nếu muốn nô tỳ làm gì thì cứ nói đi. Đỡ ta là được rồi, chuyện khác tạm thời chưa cần. Lần đầu em phụ ta giải phẫu, có thể vượt qua được là thắng lợi rồi. Phi Yến gật gật đầu cảm kích nhìn Mạnh Thiên Sở. Đến lúc này thì Mộ Dung Huynh Tuyết đã nôn hết thức ăn trong bụng lúc trưa, cảm giác dễ chịu hơn mới lảo đảo đứng dậy, cúi đầu quay về ghế ngồi, áy náy nói với Mạnh Thiên Sở.
Sư gia, xin lỗi, tôi... Mạnh Thiên Sở mỉm cười. Phản ứng của cô rất bình thường. Nếu như cô lần đầu nhìn thấy tình huống này mà mặt không đổi, tim không đập mạnh thì ta mới thấy kỳ quái. Tự hỏi không biết cô có phải là người máu lạnh hay không. Cô nghỉ ngơi một chút cho quen đi. Thi thể này bảo toàn vừa kịp, còn chưa thối rữa cao độ. Sau này cô phải theo ta điều tra án, gặp phải những thi thể thối rữa cao độ, lúc đó mới gọi là khó chịu. Ngay cả ta cũng chịu không nổi. Sau này từ từ sẽ quen thôi. Nghe lời này, Mộ Dung Huỳnh Tuyết vừa mừng vừa lo. Mừng vì Mạnh Thiên Sở hiển nhiên đã coi nàng như người thân tín, sau này phá án ở đâu cũng mang theo. Lo là vì e bản thân không đảm nhiệm nổi. Nếu như cửa ải này mà cũng không qua được, sau này gặp những án khác phải trải qua giải phẫu xác ghê rợn hơn nữa thì làm sao đây? Nghĩ thông điểm đó, Mộ Dung Huỳnh Tuyết quyết định từ đây phải rèn luyện chính mình. Nàng lấy hết dũng khí nhìn về phía thi thể đã mổ banh ra. Nhưng khi thấy cảnh tượng trắng đỏ bầy nhầy trong đó, lại nhịn không được buồn nôn chạy ra tường ngói mửa. Chỉ có điều những thứ trong bụng nàng vừa rồi đã nôn ra hết, hiện giờ chỉ nôn toàn nước chua, khó chịu vô cùng. Mạnh Thiên Sở biết chuyện này người khác không giúp gì được nàng, chỉ để nàng tự khắc phục mà thôi. Mạnh Thiên Sở đưa hai tay vạch nội tạng trong lồng ngực của thi thể ra, cẩn thận quan sát biểu hiện của chúng, dùng đao thủ thuật cắt một phần của phổi và các bộ phận khác đặt cạnh thi thể, rồi tiến hành cắt từng chút một quan sát, miệng lộ ra nụ cười. Phi Yến đang cúi người giữ thân dưới cho Mạnh Thiên Sở, không dám nhìn thi thể mà nhìn vào mặt hắn, thấy hắn cười nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, ngươi cười cái gì vậy?" "À, tình huống giải phẫu sơ bộ của thi thể đã hoàn toàn phù hợp với suy đoán của ta, án này cơ bản đã được phá rồi." Phi Yến có lòng nhìn tình hình nội tạng của thi thể, nhưng bản thân mấy lần ruột gan lộn ngược, nếu bây giờ nhìn chỉ sợ đi theo gót của Mộ Dung Huỳnh Tuyết nên cố nhịn không xem. Mạnh Thiên Sở nói với Mộ Dung Huỳnh Tuyết đang ở bên cửa: "Đỡ hơn chưa? Chuẩn bị ghi chép được chưa?" Mộ Dung Huỳnh Tuyết đã ngồi về ghế của mình, khom lưng cầm bút, nhúng mực hồi đáp: "Đỡ, đỡ hơn rồi." Mạnh Thiên Sở nhìn khối xương ngực bị vạch ra cùng xương sườn, sau đó quét mắt xuống từng nội tạng được bày ra, từ từ nói: "Xương ngực, xương sườn không thấy gãy, tim, phổi, gan không thấy tổn thương." Mộ Dung Huỳnh Tuyết vội vã ghi vào thi cách chiếu theo những gì Mạnh Thiên Sở thuật lại. Khi lực chú ý tập trung vào viết chữ, sự khó chịu trong bụng đã mất đi rất nhiều. Mạnh Thiên Sở nói tiếp: "Kiểm tra phổi thấy phù thủng, kiểm tra mô tim và phổi thấy có xuất huyết, tim, phổi, gan, tỳ, các cơ quan nội tạng đều ứ huyết." Những từ ngữ này Mạnh Thiên Sở đã giảng giải cho Mộ Dung Huỳnh Tuyết vào buổi trưa, nên nàng không gặp khó khăn gì trong ghi chép. Sau khi ghi xong, Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, nói với Phi Yến: "Đẩy ta tới phần đầu của thi thể." Đã qua một lúc lâu, mũi Phi Yến đã quen với mùi thối của thi thể, cảm giác trở nên tê liệt đi, không còn sợ như lúc đầu nữa, đáp ứng một tiếng đẩy xe tới phần đầu thi thể. Mạnh Thiên Sở lấy đao thủ thuật cắt một đường từ hai vòng qua đỉnh đầu tới tai bên kia, vạch ra đầu của thi thể ra hai phía trước sau, sau đó chuẩn bị dùng kéo cắt xương, chuẩn bị mở hộp sọ tiến hành kiểm tra sọ não. Cưa xương đầu tuy không cần nhiều lực nhưng cũng cần một chút công phu. Mạnh Thiên Sở chỉ cưa được một bộ phận nhỏ đã mệt đừ, chủ yếu là do phần eo không có lực, chỉ có thể ngồi cưa nên chủ yếu chỉ dùng lực ở tay, đương nhiên rất dễ mệt. Mạnh Thiên Sở dùng tay thở phì phì. Phi Yến vội móc khăn ra lau mồ hôi cho hắn. Mạnh Thiên Sở lại tiếp tục cứ như vậy cưa cưa rừng rừng, thời gian tàn một nén nhang mà chỉ cưa được phân nửa rồi không động nổi nữa. Mạnh Thiên Sở nản lòng ngồi dựa vào xe lăn. Phi Yến thấy hắn trọng thương mất lực, không còn sức đâu hoàn thành công tác này, nhưng không thể bỏ đó không quản, bèn cắn răng lấy hết dũng khí nói: "Thiếu gia, hay là nô tỳ giúp người cưa vậy?" Mạnh Thiên Sở lộ vẻ mừng vui: "Em không sợ sao?" "Em..." Phi Yến nhìn xương sọ trắng hếu, nói không lên lời, chỉ biết lắc đầu cố tỏ ra không sợ. Phi Yến mím môi lý nhí nói: "Vì thiếu gia, cho dù có lên núi đao xuống biển lửa, em cũng ha ha, ba sáu, ta mà lên núi đao thật, xuống biển lửa thật, chỉ sợ em vội trốn gấp ngay sau lưng ta thôi." Phi Yến cũng không giải thích gì nhiều, vừa phụ mở khớp sọ vừa đơn giản lắc đầu: "Phi Yến sẽ không đâu." Mạnh Thiên Sở lấy đại não bên trong ra, vừa quan sát vừa nói: "Vậy được, ta cũng không cần các nàng lên núi đao xuống biển lửa làm gì. Hôm nay ba chúng ta hợp tác đã không tệ rồi,
biểu hiện lần đầu của hai người như vậy đã hiếm có lắm rồi. Năm xưa chúng ta thực tập à, còn có người ngất đi nữa cơ. Hai người như vậy là tốt lắm rồi. Lần sau ta còn mang theo hai người nữa. Phi Yến làm trợ thủ cho ta, Huỳnh Tuyết thì ký lục, có chịu không? Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Phi Yến đưa mắt nhìn nhau, đều nhất tề gật đầu, nhưng biểu tình có nhiều điều phức tạp, rất khó đoán. Điều này có thể lý giải, vì để cho hai cô nàng không hề do dự chấp nhận làm chuyện này thì rõ ràng là người si nói mộng. Hai người có thể hạ quyết tâm thực hiện theo lời hắn là xuất phát từ sự cảm kích và ngưỡng mộ đối với Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở thấy hai người đều gật đầu cao hứng nói: "Vậy tốt, hôm nay cơ hội hiếm có, lúc chưa giảng giải cho hai người chỉ bằng họa đồ, không thể ảnh hưởng sâu sắc bằng những thứ thật được. Hai người lại đây, ta dụng vật thật giảng giải lại cho hai người qua một lượt." Hai người nghe thế đều trợn mắt, vừa rồi giấu giấu giếm giếm đã nôn đến mặt xanh mặt vàng, bây giờ mọi chuyện bày ra trước mắt không biết sẽ nôn mửa đến mức nào. Thế nhưng nếu như hai người vừa rồi đều đã biểu hiện rõ thái độ thì dù sao cũng chạy không thoát. Hai người đưa mắt nhìn nhau, rón rén đi trở lại bên thi thể, không nhịn mà cùng cúi xuống nhìn mũi giày của mình. Mạnh Thiên Sở thở dài bảo: "Ta cũng không miễn cưỡng hai người, nhưng nếu hai người muốn sau này giúp ta thì mắt phải nhìn thi thể chứ đừng có nhìn hài." Hai người nghe thế đều đỏ mặt, vội vã ngẩng lên nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói: "Chờ một lát, trong quá trình ta giảng giải, nếu như hai người có muốn nôn mửa thì cứ tùy tiện, chờ các người nôn xong ta sẽ giảng tiếp." Nói xong, hắn lấy cái đầu và hộp sọ vừa giải phẫu xong giảng giải cấu tạo đại não, sau đó từ từ giảng giải các cơ quan và tổ chức bên trong thi thể. Mục đích của hắn là bước đầu cho hai người có nhận thức trực tiếp và cảm quan đối với nhân thể, vốn là cơ sở của mọi tri thức liên quan. Sự giảng giải này mất hết cả canh giờ mới nói hết một lượt tác dụng và kết cấu của các khí quan trong cơ thể. Đương nhiên, quá trình này không phải là thuận buồm xuôi gió, vì hai nữ nhân thay phiên nhau cùng nôn mửa một lượt. Mỗi lần như vậy, Mạnh Thiên Sở đều mỉm cười chờ đợi. Khi sắc trời tối lại thì công tác giảng giải của Mạnh Thiên Sở mới hoàn thành. Sau đó, Mạnh Thiên Sở đem từng bộ phận nội tạng trong thi thể trả về vị trí cũ, tiến hành kết nối lại cho thi thể, sau đó bảo Mộ Dung Huỳnh Tuyết giúp mặc áo quần cho thi thể. Thi thể sau khi khôi phục lại trạng thái bình thường, do đã xem qua hết những chi tiết khủng bố bên trong, hai nàng hiện giờ không còn sợ sệt gì nữa, mặc áo quần lại cho thi thể rất nhanh. Mọi chuyện đâu vào đấy, Mạnh Thiên Sở mới nhờ Mộ Dung Huỳnh Tuyết ra cửa gọi Thái Chi Huyện, cha con Viên Chủ Bạc và Lâm Trường Quỹ vào. Thái Chi Huyện quan tâm nhất là kết quả giải phẫu. Vừa tiến vào đã nhìn nét mặt của Mạnh Thiên Sở, thấy hắn cười hì hì, lòng tức thời an định hơn nhiều. Nhưng ông ta cần xác định rõ đáp án chứ không phải là sự suy đoán nên hỏi: "Sư gia, thế nào rồi? Có kết quả rồi sao?" Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Viên Chủ Bạc nghe thế khẩn trương hỏi: "Là ai giết con dâu của ta?" Viên Thiết Sơn cùng mọi người cũng gấp rút hỏi: "Là ai vậy?" Mạnh Thiên Sở đưa tay chỉ Viên Thiết Sơn: "Là ngươi." Viên Thiết Sơn đại kinh thất sắc: "Không, không phải tôi. Tôi không giết nàng ấy. Tôi sao lại giết nàng ấy? Nàng ấy là nương tử của tôi mà. Hơn nữa lúc đó tôi đã ngủ rồi." "Chính vì ngủ rồi, do đó ngươi mới giết nàng ta." Câu nói này có vẻ kỳ dị. Một người ngủ làm sao mà giết người được đây? Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn một vòng, thấy ánh mắt mê mang và không hiểu của mọi người, mỉm cười bảo Viên Thiết Sơn: "Bỉ nhân, không phải là nói bừa, mà là dựa vào bằng chứng chân thật. Ngươi từng nói trong đêm tân hôn của ngươi, do ghen hờn mà không những uống rất nhiều rượu, còn ép nương tử của ngươi uống. Cuối cùng hai người say mềm, ngươi và nương tử của ngươi động phòng xong, do say rượu nên không còn biết gì nữa. Cho đến khi trời sáng tỉnh rượu rồi, đứng dậy đi vệ sinh, mới phát hiện nương tử của ngươi đã sớm chết rồi, đúng không?" "Đúng, nhưng tôi không hề giết nương tử của tôi." "Đừng gấp, Viên công tử, ngươi nghe ta nói xong đã. Sau khi ta kiểm tra thi thể, xác định nương tử của ngươi tử vong vào khoảng canh ba đêm qua. Căn cứ sự trần thuật của ngươi, lúc đó ngươi đã cùng vợ ngươi quan hệ xong rồi do say rượu ngủ vùi luôn. Còn nương tử của ngươi cũng bị ngươi chúc rượu cho say mềm, căn bản không còn lực đâu mà đẩy thân người hơn 200 cân của ngươi, do đó đã bị người đè chết tươi." Thái Chi Huyện, Viên Chủ Bạc và Lâm Trường Quỹ cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau. Kết luận này quá khó tin. Ngay cả người tham dự giải phẫu là Mộ Dung Huỳnh Tuyết và Phi Yến đều ngớ người. Tuy họ tham dự giải phẫu nhưng không ngờ đến chuyện tân lang và tân nương động phòng rồi tân nương bị tân lang đè chết. Hạ Phượng Nghi càng nghe như càng đi vào mây mù hơn.
Thái Chi Huyện hỏi: "Tiên sinh, cái này thật sự có chuyện đè chết người sao?" "Đương nhiên là có thể rồi." Mạnh Thiên Sở khẳng định: "Hô hấp là nhu cầu cơ bản để duy trì sinh mệnh, nếu như hô hấp bị hạn chế, không có cách gì hít không khí cần cho cơ thể sinh tồn thì người đó sẽ tử vong. Ví dụ như bịt miệng mũi, chôn sống hay ở trong không gian nhỏ hẹp, thiếu khí mà chết ngộp chẳng hạn." Đạo lý này dễ lý giải, Thái Chi Huyện cùng mọi người nghe đều gật đầu, nhưng vẫn chưa thể liên hệ đến chuyện người đè chết người được. Mạnh Thiên Sở nói tiếp: "Hô hấp của con người có hai hình thức, thở bằng ngực và thở bằng bụng. Nếu như ngực và bụng của người bị vật nặng đè lên, người không có cách gì hoàn thành động tác hô hấp, không khí để duy trì sinh mệnh cũng không có cách gì vào được nội thể, từ đó người sẽ bị ngộp thở mà chết." Đối với những danh từ liên quan đến nội tạng thi thể, Mạnh Thiên Sở đã giảng giải qua cho Mộ Dung Huynh Tuyết và Phi Yến nghe, nên hai người lập tức minh bạch, nhưng những người khác vẫn còn khó hiểu như đi trong mây mù. Chú thích: thở bằng ngực và thở bằng bụng. Thở là động tác vừa tự nhiên vừa theo ý thức của con người. Trẻ sơ sinh vừa mới chào đời và người đang ngủ đều thở bằng bụng. Thế nhưng khi thức dậy, phần lớn người đều thở bằng ngực, là một cách thở rất có hại cho sức khỏe vì không tống hết khí CO2 ra ngoài. Khi hít vào, thở bằng ngực không đưa đủ không khí cho phần dưới của phổi, cho nên phần đó có thể bị xẹp. Đây là nguyên nhân giới bác sĩ khuyên nên tập thở bằng bụng. Hai lá phổi của người nằm dọc theo sát lưng tới dưới sát bụng. Trong lúc thở, cơ hoành đi lên đi xuống như một cái bơm. Cơ hoành hoạt động phối hợp với các cơ ở bụng, các cơ gắn vào xương sườn. Khi cơ hoành hạ xuống, các nội tạng trong bụng bị dồn xuống, bụng phình lên. Lúc ấy, không khí bị hút vào. Khi cơ hoành nâng lên, không khí bị đẩy ra, các nội tạng bị kéo theo, bụng thoát lại. Quá trình này giúp tống hết chọc khí và hít vào, phổi nhiều dưỡng khí hơn. Mạnh Thiên Sở nhìn ra vẻ mê mang trong mắt của họ, tiếp tục giải thích: "Thế này đi, thử lấy một ví dụ, như tiệm sắt dùng ống bế thổi gió do hai phần tạo thành. Một là ống thông khí để cho không khí đi vào, hai là cái bơm hoạt tắt, hút đẩy không khí. Nếu như chúng ta biết đường thông khí đi vào, ống bế đó chẳng còn cách gì hoạt động được nữa, trở thành phế vật. Nhưng nếu như ống hút thoát khí thông, nhưng chúng ta lại đem cái nút hoạt tắt đó lèn chặt, không cho nó di động, kéo rút gì được, thì ống bế cũng trở thành phế vật, không thể công tác." Mắt của Phi Yến sáng lên, giành nói: "Nô tỳ biết rồi." Tiếp theo đó, nhớ lại Chi Huyện đại lão gia có mặt ở bên cạnh, làm gì tới phần mình lên tiếng, cho nên lập tức nín lặng, nhưng mặt không giấu được nét hưng phấn. Mạnh Thiên Sở mỉm cười nói: "Vậy được, em nói thử coi." Thái Chi Huyện biết vừa rồi Phi Yến giúp Mạnh Thiên Sở giải phẫu thi thể, xem ra biết tin tức gì đó bên trong, liền phụ họa: "Đúng, ngươi nói thử coi." Nghe Chi Huyện đại lão gia cho phép mình nói, Phi Yến vội nhún vai làm lễ đáp ứng, sau đó hắng giọng lên tiếng: "Vừa rồi thiếu gia lấy ống bế lò rèn để làm ví dụ, đương nhiên là muốn nói công dụng hô hấp của ống thở của người. Cái đường ống thông khí của ống bế giống như khí quản ở miệng cổ của người. Nô tỳ nhớ thiếu gia có nói qua, phổi của người là cơ quan điều khiển về hô hấp, giống như cái hoạt tắc của ống bế vậy. Nếu như phổi không thể hoạt động thì chẳng khác gì cái hoạt tắc của ống bế bị chặn lại. Người đè lên người chẳng khác gì đè chặt cái hoạt tắc của ống bế. Người bị đè đương nhiên hô hấp không được rồi." Mạnh Thiên Sở khen: "Rất tốt, vì sao trong quá trình người ép người phổi bị lèn chặt vậy?" "Thiếu gia có nói qua, quá trình hô hấp của con người là quá trình khuếch trương và thu xúc lại. Cái này cần phải có không gian nhất định. Nếu như không gian này bị ép đến mức nhỏ nhất, phần phổi không cách gì khuếch trương, đương nhiên cũng không thể hô hấp rồi. Ngày hôm qua chúng ta lăn xuống núi, thiếu gia bị đè lên thân của nô tỳ thời gian hơi lâu, làm cho nô tỳ cảm thấy hô hấp rất khó, chịu không nổi. Thời gian thiếu gia đè không quá dài, hơn nữa thể trọng của thiếu gia kém xa Viên công tử, thế mà nô tỳ chịu không nổi suýt chút nữa chết ngộp luôn." Phi Yến lòng ngay miệng lẹ, nói rất cao hứng, lại để chứng minh luận điểm của mình ba lý ba lạp, đem sự tình hôm qua nói hết. Nói xong rồi, thấy nhãn thần cổ quái của mọi người, nhất là thiếu phu nhân Hạ Phượng Nghi, mới nhớ ra chuyện này thật đáng thẹn, sao có thể nói trước mặt mọi người như vậy được. Nàng không khỏi đỏ mặt tới mang tai. Mạnh Thiên Sở vội khỏa lấp, vỗ tay cười nói: "Rất hay, nói hoàn toàn chính xác. Ký ức của em rất tốt, những gì ta giảng em đều nhớ, lại chịu động não. Xem ra bổn thiếu gia chọn em làm trợ thủ là đúng rồi, ha ha." Thái Chi Huyện kỳ quái hỏi: "Trợ thủ? Tiên sinh gọi tiểu nha hoàn làm trợ thủ hay sao?"
Đúng vậy, ông chủ. Bị nhân thấy ông Trung Trinh phá hình án, mang theo một hai trợ thủ, phá án mới thuận lợi. Do đó sau này phá án sẽ mang theo Phi Yến và Mộ Dung hai người. Ý ông chủ thế nào? À, đối với Trinh phá hình án, Vãn Sinh một khiếu cũng không thông. Nhất thiết đều mong nhờ ở tiên sinh vậy. Tiên sinh an bài cũng là Vãn Sinh an bài. Được Thái Chi huyện cho phép, Mạnh Thiên Sở sau này mang hai nữ phá án là danh chính ngôn thuận. Thái Chi huyện cùng mọi người vốn không hiểu rõ giải thích trước đó của Mạnh Thiên Sở, nhưng hắn lại dùng ống bể đốt lò làm ví dụ. Sau đó Phi Yến lại dùng lời lẽ thông tục tiến hành giải thích thêm vào, cho nên ai cũng hiểu rõ. Còn Viên Thiết Sơn tuy hiểu đạo lý này, nhưng sự tình đổ lên đầu mình y, y đương nhiên phải muốn hiểu cho rõ, đỏ phừng mặt hỏi: Sư gia, ngài nói tôi đẻ chết nương tử của tôi, tôi đây cũng không phải lần đầu tiên cùng nữ tử động phòng. Trước đây có nhiều nữ tử động phòng cùng với tôi như vậy, sao lại không bị tôi đẻ chết chứ? Chuyện liên quan đến vận mệnh của mình, Viên Thiết Sơn cũng không còn chú ý nhiều đến những chuyện khác nữa. Mạnh Thiên Sở cười thầm, xem không ra tên mập này là tay lão luyện trong chuyện tầm hoa vấn liễu. Hắn ho khan một tiếng nói: Viên công tử, trước đây ngươi cùng nữ tử động phòng có bao giờ từng nằm ép trên người họ bất động một hai thầy thần chưa? Cái này thì không. Lại có chuyện động phòng mà chỉ đè chứ không động đậy gì sao? Mạnh Thiên Sở suýt chút nữa nhịn không được phì cười. Đúng, nhưng trong đêm tân hôn ngươi say như bùn, lúc đó đã nằm im trên người nương tử ngươi rất lâu. Đối với điểm này thì có nhân chứng đấy. Nhân chứng ư? Hai cha con Viên Chủ Bạc giật mình. Là ai? Lý Sung Nhân, Lâm Thiên Hổ, còn có huyện thừa Trương Thị. Lúc đó bọn họ đang ở trong tân phòng. Viên Chủ Bạc không tham dự phẩm vấn, đương nhiên không biết tình hình bên trong. Khi nghe nói trong đêm tân hôn của Viên Thiết Sơn mà lại còn có ba đại nam nhân trốn trong phòng, khẳng định là cái gì cũng nhìn thấy hết, tức đến nỗi suýt đói máu. Mạnh Thiên Sở thấy cha con họ sắc mặt tái xám liền an ủi: Viên đại nhân, Viên công tử đừng khẩn trương, lúc bọn họ đến thì sự tình đã xong rồi, lúc đó Lâm Tư cô nương cũng chết rồi. Đây thì còn ổn hơn một chút. Hai cha con hơi thở phào nhẹ nhõm. Viên Thiết Sơn thì khẩn trương hỏi: Bọn họ nghe được cái gì? Mạnh Thiên Sở không muốn nói kỹ tình tiết. Lý Sung Nhân sờ mó thân thể của Lâm Tư, đối với Viên Thiết Sơn đó có thể là một chủng thương hại, cho nên nói khéo đi. Dù gì thì Lý Sung Nhân cũng thấy ngươi nằm bất động trên người Lâm Tư, dùng sức đẩy ngươi vài cái mới đưa ngươi rời khỏi thân thể nương tử Lâm Tư của ngươi. Lúc đó đã là sau nửa đêm, từ thời gian mà tính toán thì nương tử của ngươi lúc đó đã bị ngươi đẻ chết rồi. Đối với việc ngươi bất động nằm trên người Lâm Tư, huyện thừa Trưng Thị ở ngoài cửa sổ cũng có thể làm chứng. Viên Chủ Bạc thấy chuyện này đã là sự thật, không thể nào chối cãi, nhưng vẫn còn chưa cam tâm, ho khan một tiếng cười cầu tài, nói với Mạnh Thiên Sở: Sư gia, lão hủ còn một chuyện không rõ, nhân vì liên quan đến tội trạng của Khuyển Tử, to gan xin hỏi có chỗ nào đắc tội thỉnh sư gia bỏ qua cho. Trương đại nhân khách khí rồi, có lời gì cứ nói, không sao. Lão hủ không hiểu là cho dù có người thấy Khuyển Tử nằm phục bất động trên người Lâm Tư, nhưng cũng không thể vì thế mà chứng minh Khuyển Tử đè chết Lâm Tư à? Có khi nào là nguyên nhân khác không, ví dụ như tật bệnh chẳng hạn, vừa khéo khiến cho Lâm Tư chết ngay lúc đó không? Mạnh Thiên Sở khen thầm, Viên Chủ Bạc nói một lời là trúng đích, tập trung vào vấn đề trung tâm của án này. Xem ra Viên Chủ Bạc nhiều năm làm quan, hiệp trợ chi huyện lão gia xử lý không ít hình án, biết rõ cần tập trung vào chi tiết nào của án này. Mạnh Thiên Sở liền đáp, cũng chính vì nguyên nhân, vì lo ngại như những gì Viên đại nhân nói, bỉ nhân đã yêu cầu chi huyện đại nhân thuyết phục hai vị tiến hành giải phẫu thi thể. Mục đích giải phẫu chính là tìm chứng cớ chứng minh Lâm Tư đích xác là chết do thân thể trầm trọng của Viên công tử đè lên trong một thời gian dài. Thái Chi huyện vội hỏi, vậy tiên sinh tìm được chứng cứ chưa? Tìm được rồi, bỉ nhân đã đem kết quả kiểm nghiệm ghi lại hết trên thi cách. Mạnh Thiên Sở chuyển thân yêu cầu Mộ Dung Huỳnh Tuyết đem thi cách trình cho Thái Chi huyện xem qua. Thái Chi huyện tiếp lấy xem qua một lượt, toàn là thuật ngữ chuyên môn, căn bản xem không hiểu, càng không biết những thứ đó nói về cái gì, chỉ xem ở phần kết luận có ghi người chết Lâm Tư bị vật nặng đè lên bụng ngực, nín thở cơ giới mà tử vong. Viên Chủ Bạc và Lâm Trường Quỹ cũng bước lại ghé mắt xem, đều không hiểu gì. Mạnh Thiên Sở giải thích, người bị vật lặng bao quát thân thể nặng 200 cân của Viên công tử đè ép trong khoảng thời gian nhất định sẽ dẫn tới tức thở mà tử vong. Thời gian này dài ngắn khác nhau ở mỗi người,
Thông thường thì ngực, bụng của người liên tục bị đè một bao gạo lớn khoảng 50 cân thì chịu đựng được thời gian uống cạn một chung trà là có thể tử vong. Nhưng do thân thể Viên Thiết Sơn béo phì, cơ thể đầy đặn, có lực đàn hồi và độ co giãn nhất định, cộng thêm thân thể người sống lồi lõm, cho nên thời gian có thể chịu đựng dài hơn. Án chừng là đè liên tục 3 khắc mới dẫn tới Lâm Tư tử vong. Điểm này có thể từ giải phẫu thi thể phát hiện người chết xuất hiện hiện tượng phù phổi, đạt được sự chứng thực này. Mạnh Thiên Sở ngừng lại một chút để cho mọi người có thời gian suy nghĩ thẩm thấu, sau đó mới tiếp. Người bị vật nặng đè chết thì tạng khí trong nội bộ sẽ phát sinh cải biến, tuyệt không giống như các cơ quan nội tạng của người chết bình thường. Đặc trưng điển hình nhất chính là nội tạng bị ứ huyết và xuất huyết, cộng thêm phổi ứ nước, mô tim và phổi có những điểm xuất huyết ứ máu. Đây đều là sự cải biến về hình thái học do vật nặng đè lên ngực bụng mà tạo thành, và cũng là điểm dẫn tới những đặc trưng hình thể bề ngoài khác với tử vong về những nguyên nhân bình thường khác. Mạnh Thiên Sở cầm lấy thi cách đọc qua một lượt những gì ký lục trên đó rồi nói: những ký lục này vừa rồi khi bị nhân giải phẫu thi thể của Lâm Tư tiểu thư phát hiện ra đặc trưng cơ quan nội tạng trong cơ thể phù hợp với đặc điểm cải biến nội bộ do chết vì bị vật nặng chèn ép dẫn đến cải biến vẻ ngoài. Ví dụ như mặt và cổ ứ huyết sưng vù bầm tím, da mặt và thân mình cùng võng mạc xuất huyết điểm, vân vân và vân vân, tất cả đều là đặc trưng của vật nặng đè gây nên nín thở mà chết. Đương nhiên loại đặc trưng này cũng trùng với dấu hiệu của việc bị bịt miệng, siết cổ hay những biện pháp gây ngạt thở cơ giới mà chết đi. Chính vì như thế quá trình phá án trước đó đã đi sai đường, phải vòng vo rất nhiều công đoạn. Nếu như vừa mới xảy ra án mạng, giải phẫu kiểm tra thi thể thì vấn đề này sẽ bị bỉ nhân phát hiện sớm ngay rồi. Viên chủ bạc nghe hắn nói rõ ràng, mạch lạc, dù cô muốn tranh cãi cũng không biết tranh cãi từ đâu, vì dù gì những từ ngữ đó quá chuyên nghiệp, ông ta đành cúi đầu suy nghĩ xem chuyện này nên đối phó làm sao. Mạnh Thiên Sở quét mắt nhìn mọi người từ từ nói: chân tướng án mạng là như thế này. Tối đêm tân hôn hôm qua, Viên Thiết Sơn, công tử, biết Lâm Tư trước khi kết hôn có quan hệ với Trác Tân, ghen tuông giận dữ nên chúc rượu cho Lâm Tư uống say mềm, sau đó quẳng nàng ta lên giường động phòng với nàng ta. Lâm Tư say rượu nên cứ cảm thấy nhộn nhạo trong bụng muốn ói, liền lấy tay bụm miệng. Do thân thể của nàng ta nhỏ mà người của Viên công tử thì mập mạp to lớn, lại say nên ý chí lờ đờ không biết nặng nhẹ, nên đè chặt luôn tay của Lâm Tư. Khi Lâm Tư giãy chết, cái tay đang bụm miệng co giật cào cấu lưu lại vết thương trên miệng, cuối cùng ngạt thở mà chết do bị vật nặng đè ngực bụng, không có cách gì hô hấp được. Án đã bị phá rồi nhưng không ai vỗ tay vì kết quả này làm người ta quá bất ngờ, ngay cả Thái Chi huyện cũng thở dài lắc lắc đầu. Viên Thiết Sơn cũng không biết nói sao, nghĩ đến chuyện giết người phải đền mạng, mặt như tàu lá, cúi đầu ủ rũ nói với Viên chủ bạc: cha, Hải Nhi bất hiếu, chỉ sợ sau này không thể hiếu thuận chăm sóc cho người. Viên chủ bạc phẳng phất như không nghe thấy, cúi đầu nhíu mày suy nghĩ y như cũ. Mạnh Thiên Sở vốn định nói đây chỉ là điều nằm ngoài ý muốn, nhiều lắm là mang tội ngộ sát, giết người không chủ định, tội trạng rất nhẹ. Nhưng lời vừa đến miệng thì ngưng lại, vì hắn không hiểu rõ pháp luật của Minh Triều, không biết Minh Triều đối với phạm tội ngộ sát sẽ xử lý ra sao. Điều này không thể nói loạn, cần phải trở về cùng Mộ Dung Huynh Tuyết cùng nghiên cứu, thảo luận qua một phen mới được. Thái Chi huyện chắp tay nói với Viên chủ bạc: Viên đại nhân, chuyện đã thế này, bổn quan chỉ còn bắt lệnh lang lại, y luật xử trí mà thôi. Viên chủ bạc gật đầu, chắp tay ủ rũ thưa: vương tử phạm pháp, đồng tội với thứ dân, huống chi là khuyển tử. Thái Chi huyện ra lệnh cho bộ đầu Vương Dịch ở cửa đưa Viên Thiết Sơn đi áp giải vào đại lao chờ xử lý. Sau đó ông ta chắp tay nói với Mạnh Thiên Sở: tiên sinh, án này y luật xử trí như thế nào, xin thỉnh tiên sinh quyết định. Mạnh Thiên Sở chắp tay: được, văn sinh nhất định sẽ nghiêm cách ghi theo luật mà xử, thỉnh ông chủ yên tâm. Thái Chi huyện gật gật đầu, chắp tay sau đít từ từ bỏ đi. Lâm Tư đã được cưới về nhà Viên chủ bạc, là người nhà của ông ta rồi, chuyện tang lễ đương nhiên do Viên gia lo liệu. Do đó Viên chủ bạc cúi đầu ủ rũ, sai người hầu đầy tớ vận chuyển thi thể Lâm Tư về chuẩn bị lo liệu hậu sự. Lâm Trường Quý nhìn Mạnh Thiên Sở, xem ra kết quả này vượt ra ngoài ý liệu của ông ta, mặt lộ vẻ bất nhẫn, há miệng mấy lần định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói lên lời, chắp tay xa xa hắn rồi cúi đầu bỏ đi. Phi Yến đẩy xe đưa Mạnh Thiên Sở ra khỏi liệm phòng, Hạ Phượng Nghi đi bên cạnh, Mộ Dung Huynh Tuyết theo sau, bốn người đến giếng trời trước đại đường.
Mộ Dung Huynh Tuyết liền khẽ nói với Mạnh Thiên Sở: "Sư gia, tôi xin về trước." Mạnh Thiên Sở xua tay: "Hôm nay cô và Phi Yến giúp ta rất nhiều, lại hại hai người ói mửa thành ra thế này, hai người đều cực khổ quá rồi. Hay là vậy đi, chúng ta đến tiểu lâu ăn uống một bữa, ta thỉnh khách, coi như là úy lạo hai người." Xong hắn quay sang Hạ Phượng Nghi: "Nương tử, nàng nói như vậy có được hay không?" Hạ Phượng Nghi ngẫm nghĩ, hạ giọng đáp: "Phu quân hành động không tiện, hay là chúng ta cứ từ tiểu điếm chọn món ăn đưa về nhà, ở nhà ăn vậy." Mạnh Thiên Sở sờ sờ eo cười khổ nói: "Nàng không nhắc ta quên mất, thân thể còn chưa lấy lực được. Nếu như đã thế thì vậy đi, chờ chút để Phi Yến đến tiểu lâu chọn một bàn rượu thịt đưa về, chúng ta ăn ở nhà vậy." Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.